Nhà hôm nay thì kênh Thai TV xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn những cái nhận định cũng như là thông tin trước trận đấu, lịch thi đấu và kênh trực tiếp trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An gặp câu lạc bộ Nam Định trong khuôn khổ là vòng đấu cuối cùng của V-League năm 2022, và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 17 giờ hôm nay ngày 19 tháng 11 năm 2022 và sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh VTV5, TNB, VTV Cup On và kênh YouTube Netsport quý vị và các bạn. Và một trong các cái kênh trên là sẽ xem được trực tiếp trận đấu giữa Nghệ An gặp Nam Định nha quý vị. Và bây giờ thì Thai TV cũng xin phép được gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn những cái nhận định trước cái trận đấu giữa câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và Nam Định như sau. Cả hai đội đều đã hoàn thành cái mục tiêu của mình ở mùa giải, với Nam Định họ đã trụ hạng thành công sau khi đánh bại Sài Gòn FC với tỷ số 3-0 trên sân nhà ở cái trận tuần trước, cái vòng đấu trước. Còn Sông Lam Nghệ An họ đã trụ hạng từ sớm và không thể leo lên vị trí top có huy chương ở cái mùa giải năm nay. Nam Định có thể thoải mái thi đấu ở trận đấu cuối cùng, nhiều khả năng huấn luyện viên Vũ Hồng Việt sẽ tạo điều kiện cho các cái cầu thủ ít thi đấu được ra sân. Phong độ của các cái đội bóng này cũng không được tốt khi năm vòng đấu cuối cùng họ chỉ thắng duy nhất một trận và hòa một trận và để thua tới 3 trận. Sông Lam Nghệ An thì được thi đấu trên sân nhà và họ cũng muốn chia tay người hâm mộ bằng một chiến thắng. Ở mùa giải này thì Sông Lam Nghệ An bị rất là nhiều chỉ trích từ người hâm mộ khi có những cái trận thua khó hiểu. Vì thế huấn luyện viên Huy Hoàng cùng các cái học trò cần cố gắng thể hiện tốt các cái trận đấu, và đặc biệt là cái trận đấu cuối cùng này, để mà tri ân người hâm mộ và lấy lại lòng tin từ người hâm mộ xứ Nghệ. Tuy nhiên Sông Lam Nghệ An cũng không có cái phong độ tốt trên sân Vinh trong những cái thời gian gần đây. Ở trận đấu ở những cái vòng đấu gần đây thì 5 trận gần nhất họ chỉ có được một chiến thắng, 2 hòa và để thua 2 trận trên sân nhà Vinh của họ. Đó chính là những cái thống kê rất là tệ đối với lại là Sông Lam Nghệ An, và hy vọng rằng mùa giải năm sau thì Sông Lam Nghệ An sẽ mua những cái cầu thủ chất lượng hơn và có những cái chiến thuật hợp lý hơn để mà có thể cạnh tranh được cái chức vô địch đối với lại là một cái đội bóng rất là giàu truyền thống, một cái đội bóng đào tạo trẻ rất là tốt của bóng đá Việt Nam. Chúng ta sản sinh ra rất là nhiều cái cầu thủ giỏi cho bóng đá Việt Nam, và hy vọng rằng Sông Lam Nghệ An sẽ là trở lại chính mình, một cái thời kỳ đỉnh cao của họ là nằm trên đỉnh của V-League chứ không phải là như thời điểm hiện đại. Và bây giờ thì Thai TV cũng xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một cái video gần nhất. Quý vị và các bạn nghe cái thông tin hay, bổ ích thì quý vị và các bạn hãy tặng cho Thai TV một like, một comment, một share, một subscribe để kênh phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.